Lịch sử đàn Nam Dao nhà Nguyễn phần 1. Dưới chế độ quân chủ, nhà vua phải xem thiên ý, tuân theo mệnh trời để trị vì dân chúng. Khi vua Gia Long lên ngôi, lập ra nhà Nguyễn đã chú ý xây dựng đàn để bố cáo trời đất, nhận ý chỉ của trời để trị vì dân chúng. Hình ảnh đàn Nam Dao gắn liền với lịch sử nhà Nguyễn và kinh thành Huế cho đến tận ngày nay. Vua Gia Long xây dựng đàn Nam Dao. Năm 1806, vua Gia Long cho xây dựng đàn Nam Dao ở xã Dương Xuân, phía nam kinh thành Huế, cách kỳ đài 3 km theo đường chim bay. Đàn được xây hình chữ nhật với diện tích 103.350 m², chiều rộng hai cạnh bắc nam là 265 m và chiều dài hai cạnh đông tây là 390 m. Cả bốn mặt đông nam tây bắc đều có cửa, trong đó cửa phía nam là cửa chính. Phía trong đàn được xây dựng rất nhiều công trình để phục vụ cho đại lễ. Đàn Nam Dao có 3 tầng, tầng trên cùng là viên đàn được sơn màu xanh lam, có hình tròn tượng trưng cho thiên, đường kính 40,5 m, cao 2,8 m. Đây là nơi tế trời, đất, chúa tiên Nguyễn Hoàng cùng các vị vua nhà Nguyễn. Tầng giữa là phương đàn hay tùng đàn, được sơn màu vàng, có hình vuông tượng trưng địa. Đây là nơi tế thần mặt trời, mặt trăng cùng các vị tinh tú, cùng các vị thần sông núi. Tầng dưới cùng được sơn màu đỏ, có hình vuông tượng trưng cho nhân. Kiến trúc của đàn Nam Dao tuân theo chặt chẽ thuyết tam tài, thiên, địa, nhân, trời tròn, đất vuông. Lễ tế Nam Dao là để vua bố cáo với trời đất những gì mình đã làm được, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời những ý chỉ của trời đất để xem mình còn gì làm chưa tốt và cần trị vì dân chúng ra sao. Vì vua được xem là thiên tử, tức tuân theo mệnh trời, những ý chỉ của trời, nên chỉ có vua mới được tế trời đất ở đàn Nam Dao, những người khác chỉ là đi theo phụng sự. Lễ tế ở đàn Nam Dao. 3 ngày trước khi làm lễ tế, vua phải đến trai cung, thực hiện trai giới thật sạch sẽ và thanh tịnh mới được làm lễ tế trời đất. Ở phía tây nam là trai cung để vua thực hiện trai giới, nơi đây có phòng thượng trà, sở thượng thiện. Sau khi trai giới thanh tịnh, vua sẽ đến nơi nhận đồ tế lễ ở phía đông bắc gọi là phòng thần khố, thần trù. Nơi đây còn có khu nhà gọi là quan cư, tức nơi cho các quan nghỉ ngơi khi đi theo giúp vua làm lễ tế. Đến giờ lễ tế, thường từ nửa đêm đến sáng, vua mặc áo lông cổn, đội mũ bình thiên, ngự giá ra đàn tế. Ở đây diễn ra các nghi lễ rồi đốt văn tế rất kính cẩn. Cứ hết một nghi lễ lại có nhạc tấu một khúc riêng. Năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh chứng kiến lễ tế đã cảm động nói rằng: "Đàn đêm thanh vắng, hơn 100 con người đồng thanh hát lên, nghe rất cảm động, tưởng thấu đến tận trời cao đất thẳm, mà xa đưa đến đấng tiên hoàng địa kỳ, cái tấm lòng thành của cả một dân một nước." Thời gian từ lúc khai tế đến khi tế lễ xong là một canh giờ, tức 2 tiếng đồng hồ. Đàn Nam Dao gắn liền với lịch sử nhà Nguyễn. Đàn Nam Dao được khởi công từ đầu năm 1806, đến tháng 3 năm 1807 thì xây xong. Vua Gia Long cho trồng xung quanh rất nhiều cây thông tượng trưng cho khí phách của người quân tử. Đặc biệt, vua cho trồng một cụm thông ở hướng nam tượng trưng cho những công thần kiên nhẫn nếm mật nằm gai và dũng cảm vào sinh ra tử giúp mình lập ra nhà Nguyễn. Mỗi cây được gắn một tấm biển bằng đồng hay đá ghi tên một vị công thần. Vua Minh Mạng cùng các vua sau này cho phép các công thần được trồng thông có gắn tấm thẻ bài ghi tên của họ. Đến đời vua Tử Đức, không chỉ có những công thần giúp vua mà cả những vị quan tam phẩm, tứ phẩm cũng được trồng thông rồi gắn tấm thẻ có tên. Vì thế rừng thông ở đàn Nam Dao cứ được mở rộng dần. Sau thời vua Tử Đức, các vị quan khi được thăng chức đều đến đàn Nam Dao tự tay trồng một cây thông có gắn tấm biển hiệu ghi tên mình dưới sự chứng kiến của bộ lễ và bộ công. Tập sang Đô Thành Hiếu Cổ có đăng nhận xét của Leopold Cadier như sau: "Tấm biển cài trên cây đảm bảo đời sống cho cây. Đố ông quan nào chịu nổi tấm biển tên mình treo trên một cây khô héo vào dịp tế giao. Nếu điều ấy xảy ra và đức vua lỡ trông thấy, thì ông quan nào đấy không chỉ chịu tủi nhục mà rất có thể sẽ đón nhận những hậu quả tai hại. Thế nhưng, việc cho các quan được trồng thông một khi nhiều lên thì ý nghĩa ban đầu mất đi, dần sinh ra biến tướng. Từ năm 1885 về sau, mỗi khi có vị quan được thăng chức hay phẩm hàm, đã có nhân viên bảo vệ đàn Nam Dao đến tận tư dinh báo rằng đã giúp quan trồng thông và gắn biển hiệu tên quan rất đẹp. Thế là quan ban thưởng cho 3 lạng bạc.
Ngay sau khi đàn Nam Giao được xây dựng xong, ngày 27 tháng 3 năm 1807, vua Gia Long thực hiện lễ tế lần đầu tiên rước chúa tiên Nguyễn Hoàng thăng phối. Từ đó, theo lệ, cứ đến tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch, các vị vua nhà Nguyễn đều thực hiện lễ tế trời đất ở đàn Nam Giao. Việc tế lễ ở đàn Nam Giao vào thời kỳ các vị vua khai quốc được thực hiện rất tốt, chỉ có vua mới được làm lễ tế. Nếu năm nào vua ốm không được khỏe thì chỉ định thái tử kế vị đi thay. Thế nhưng, việc này càng về sau càng kém đi. Đến thời vua Tự Đức, vì vua không có con nên năm nào đau ốm, chỉ định các đại thần như Phan Thanh Giản hay Đoàn Thọ thay mình. Sau đó nhà Nguyễn không thể chống được quân Pháp và phải ký những hiệp ước bất bình đẳng. Mùa xuân năm 1885, vua Hàm Nghi cũng không tự đến tế lễ đàn Nam Giao mà sai Đặng Đức Địch làm thay, rồi vua bị người Pháp ức hiếp thái quá. Vào tháng 7 năm đó, quân nhà Nguyễn bất ngờ tấn công, đánh úp quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa khâm sứ Pháp. Sau phút bất ngờ, quân Pháp nhờ có vũ khí hiện đại đã đẩy lùi quân nhà Nguyễn tiến vào kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi phải chạy đến căn cứ Tân Sở, Quảng Trị. Sau đó, các vị vua nhà Nguyễn không còn chú ý tế lễ ở đàn Nam Giao nữa. Vua cũng chẳng có thực quyền mà chỉ quyết định các việc dưới sự hướng dẫn của người Pháp. Lịch sử đàn Nam Giao nhà Nguyễn phần 2. Sau vụ việc tháng 7 năm 1885, các vị vua nhà Nguyễn chẳng có thực quyền mà chỉ quyết định các việc dưới sự hướng dẫn của người Pháp. Lúc này vua không còn chú ý tế lễ ở đàn Nam Giao nữa. Bỏ bê việc tế lễ. Sau khi vua Hàm Nghi chạy đến Tân Sở, người Pháp đưa vua Đồng Khánh lên ngôi tháng 9 năm 1885. Đến mùa xuân năm 1886, theo lệ phải làm tế lễ ở đàn Nam Giao, nhưng các quan lại tâu lên rằng vừa mới loạn xong, chuẩn cho đình tế một lần, quốc sử quán triều Nguyễn, vua chuẩn tấu. Đến khi mất vào năm 1889, vua Đồng Khánh chưa hề làm lễ tế Nam Giao một lần nào. Các đời vua nhà Nguyễn sau đó 3 năm mới tổ chức làm lễ một lần. Đến năm 1945 thì vị vua cuối cùng là Bảo Đại phải thoái vị trước sức ép của Việt Nam độc lập đồng minh. Đàn Nam Giao cũng chấm dứt vai trò làm lễ tế trời đất của mình. Đàn Nam Giao bị phá. Sau năm 1945, đất nước bước vào giai đoạn chiến tranh tàn khốc. Đàn Nam Giao bị hư hại, khu rừng thông xanh ngát bị đốn ngã. Các công trình ở vòng tường ngoài cùng các tòa nhà, thần trù, quan cư, binh xá bị phá hủy. Dù thế, vẫn có các nhóm tín ngưỡng hay trường học tổ chức đến đây để sinh hoạt tập thể, khiến nơi đây vẫn còn sinh khí. Sau năm 1975, chính quyền cũng không chú trọng khôi phục lại các quần thể di tích ở cố đô Huế. Thậm chí một số nơi còn bị sử dụng bừa bãi như khu vực Đại Nội bị biến thành làm nơi sinh sống, làm việc của xí nghiệp truyền thanh và xí nghiệp in tỉnh Bình Trị Thiên. Tàng Thư Lâu là nơi lưu trữ các tài liệu lớn nhất thời nhà Nguyễn, bị biến thành khu nhà ở khiến bị hư hại nặng. Năm 1977, đàn Nam Giao bị phá để xây dựng lại thành đài tưởng niệm liệt sĩ. Vì xây dựng ở ngay chính giữa viên đàn, còn khu vực Trai Cung bị biến thành nơi đặt máy xay xác của công ty lương thực thành phố Huế. Sự việc này khiến người dân Huế rất bất bình. Trong sách Huế, Triều Nguyễn, Một Cái Nhìn, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế năm 2004, Trần Đức Anh Sơn có phản ánh rằng khu Trai Cung trở thành nơi đặt máy xay xác của công ty lương thực thành phố Huế. Trong vòng tường cổ kính rêu phong, người ta đã dựng nên những nhà kho kiên cố, to cao sừng sững, che lấp những bờ nóc, đầu đao, chắp hình rồng phụng đã bị chiến tranh làm cho sức mẻ, què quặt. Trong dư luận nhân dân xuất hiện một câu ca dao bày tỏ sự bất bình về việc đàn Nam Giao bị biến dạng một cách kinh ngạc. Việc phá đàn Nam Giao gây xôn xao trong dư luận một thời. Dù nhà Nguyễn không còn, nhưng đàn Nam Giao vẫn được dân chúng cho là quan trọng nhất, linh thiêng nhất trong quần thể di tích nhà Nguyễn. Đặc biệt, nơi đây có phiến đá thanh vô cùng đặc biệt và trân quý. Theo các vị bô lão ở Huế, thì những phiến đá thanh này khi được sắp xếp theo đúng phương pháp bí truyền sẽ giúp khuếch đại âm thanh. Chính vì thế mà xưa kia, khi làm lễ tế, người dân Huế dù ở xa nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng vua cùng lời nhạc. Phục hồi đàn Nam Giao. Việc phá đàn Nam Giao để xây đài tưởng niệm liệt sĩ làm mất lòng dân Huế, phải mãi đến sau 15 năm, vào năm 1992, để làm dịu lòng dân, tỉnh Thừa Thiên Huế mới di dời đài tưởng niệm liệt sĩ đến vị trí khác, trả đàn Nam Giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để phục hồi lại. Tạp chí Huế Xưa và Nay số 2 tháng 2 năm 1993 đưa tin, ngày 15 tháng 9 năm 1992, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế có một việc làm hợp lòng người, trước hết là người dân xứ Huế và du khách đến Huế.
khôi phục đàn nam giao. Tuy nhiên, việc phục hồi đàn nam giao lại không được thực hiện ngay, nên nơi đây bị tận dụng làm bãi tập lái ô tô hay biến thành thao trường của quân đội. Đến tháng 12 năm 1993, đàn nam giao được xếp trong danh sách quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lúc này, đàn mới được chú ý để trùng tu phục hồi. Thế nhưng, việc phục hồi vẫn dậm chân tại chỗ. Đến tháng 8 năm 2003, trai cung mới được trùng tu bước đầu để chuẩn bị cho Festival Huế năm 2004. Đầu năm 2004, tại hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, các cơ quan chức năng lên tiếng rằng khu di tích này trở thành tụ điểm xã hội đen. Tháng 3 năm 2004, báo Thừa Thiên Huế và trang web Cố đô có đăng bài về tệ nạn xã hội ở đàn nam giao. Đến tháng 6 năm 2005, Bộ Văn hóa và Thông tin phê duyệt dự án tôn tạo đàn nam giao với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Từ đấy, việc trùng tu mới được tiến hành. Nhưng đây là dự án nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp sạch sẽ để tổ chức lễ hội Festival Huế. Đến năm 2018, Huế mới phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn nam giao giai đoạn 1 với kinh phí 24 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm, thực hiện tu bổ, bảo tồn công trình trai cung chính điện, hệ thống tường thành, cổng, sân nền, khuôn viên trai cung và la thành hai mặt đông tây, thiết kế mới hệ thống điện chiếu sáng và tôn tạo cảnh quan sân vườn. Đến nay, việc trùng tu giai đoạn 1 vẫn chưa hoàn thành, nhưng dự kiến kết thúc trong năm 2023. Việc trùng tu đã giúp cho đàn nam giao có bộ mặt khác, ngày nay không chỉ là di tích văn hóa lịch sử mà còn là điểm đến tham quan du lịch ở Huế. Theo Trần Hưng, từ trithucvn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.